Ngoài giờ mấy cô có ai đọc giảng đi, lai gai đi. Đây đi, đi tôi quảng cáo lên cái rồi. Tài xế ơi, đọc giảng im không cho mấy cô đọc đi tài xế. Tùng của mình thấy Hàm Minh rồi đó. Tùng này chỉnh lại hồi nãy phải kêu mượn em chỉnh. Tùng này không chỉnh lại dễ cô đọc được. Đó đó, đưa đây tôi quảng cáo sơ sơ đi. Quảng cáo sơ sơ đi đặng cho. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Giờ thì ngồi trên xe thì để mọi người lắng lòng lại để mình nghe lời vàng châu ngọc của Đức Thầy. Bây giờ cô nào đọc hay thì giờ xin phong mình đọc trước đi quý vị. Cô nào? Thôi vậy gì cô Hai mở hàng đi. Mà cô Hai mở hàng gì cô Hai mà có cái giọng truyền cảm đọc hừng sáng tới chiều đây về tới Gia Lai luôn vẫn đọc được cả nhà. Trước khi lên động diễn đàn thì xin mời quý vị cho chàng phát tay cổ vũ tinh thần cô Hai. Nam mô Đà Phật. Đọc bài gì cô Hai? Đọc chứ biết sao cái gì cô Hai? Rồi. Đọc đi con đăng luôn nè cô Hai. Giảng nào? Trung Hoa trở lại được. Được con giảng à. Bỏ đâu mấy con trước quay lại chào nhà xe đi rồi hơi con đăng cho nhà thấy luôn em, nhưng mà phải vô kinh thiện nguyện Lê Trang. Sao đi tới đâu tới đâu? Quay xuống. Cô Hai đọc đi giờ. Ở đây cũng có nhiều nhân tài lắm, cô nào đọc nè mấy cô. Mấy bà già chứ đọc hay lắm ha. Ngọn gió lại danh hai chữ mắt là trong non đuốc quê tầm chân lòng tiền bây giờ mình cũng có cái nằm nữa, nằm mình lót đây nằm, ai muốn nằm cũng nằm. Để ngồi đi cho khỏe đi. Ở đây ta có ghế cho ngồi có vậy á.
Rồi đồ mình sắp sửa xuất phát. Đoàn đó người ta cũng đi cứu trợ luôn nữa kìa. Nói chung miền Nam giờ thiếu thốn gì không biết, mà nói là đi ra ngoài ngoài cứu trợ là hình như tôi thấy đi suốt. Bởi vì là cái đoạn đó có đi cứu trợ. Không biết giàu có không là nghe nói. Bởi thầy nói là xứ Nam Kỳ béo mỡ mà. Cũng phải còn lo cung cấp cho miền Bắc Trung, cho nên từ câu đó mà hiện tại về đoàn mình là đi 100 tấn gạo ra ở Hà Nội, ở tỉnh tự nhiên cái tỉnh gì quên hoài đó. Ở mình ở đây là thầy nói cái giáp Trung Quốc luôn á, đi giáp Trung Quốc cho luôn, chỗ đó nó nghèo hơn chỗ Gia Lai này nữa, mà điều nó quý tiếc. Hà Giang, đi tỉnh Hà Giang, đây mấy đệ đó đang đi tỉnh Hà Giang quá. Còn phải lo cung cấp cho miền Bắc Trung. Đâu nó hồi xưa ấy, tụi con đi với cô Út Đồng đó, là dân mà ở miền Trung á, sông cầu nhảy lên phát biểu luôn, nói là từ miền Nam mà ra miền Trung của chúng tôi mà cứu trợ rồi đó, không còn nói diễn tả được, như chắc bằng núi mà mười mấy năm về trước rồi đó. Mà người ta còn nói gì còn khó khăn dữ lắm mà mình còn đi, ta nói chắc bằng núi chứ không nói đường nào nữa. Quá, ta đề cao mình không, bây giờ mấy cô đi ý đi, tại vì tụi tôi ra ngoài rồi, nói đoàn An Giang, ta thấy mình chữ Phật giáo Hòa Hảo An Giang là ta biết liền. Từ cái cô Nico rồi cũng nãy luôn, nó biết rồi, dân An Giang, dân An Giang là làm phước dữ lắm, là người ta người không đạo không gì chứ người ta là ta khấn khởi lắm, khỏe. Tại vì cái cô đi ở ngoại có Phật tử con sư á, chú đó nói là theo như tôi biết không có tôn giáo nào bằng tình yêu thương người, bằng hòa hảo hết á. Đặc biệt đó ở ngoài ngoài đồn hòa hảo. Dạ. Rồi vậy xin tạm biệt cả nhà nha. Thông đai chạy ra đây. Tại hôm gài chị biết đi liên tục á, đi hình như 4-5 lần rồi đó. Đi Gia Lai chuyến này nó 4 nè, chuyến ra ngoài Quảng Nam một lần nữa là đoàn của em đi hoài luôn á. Dạ ăn cơm chưa? Rồi. Tôi ăn hết xíu à. Hello, everybody. Ăn hết giống hết. Không, mà lúc này thấy đỡ rồi đó. Chứ sao có hết bây giờ thấy đỡ. Mà cho kìa. Bây giờ ai lên trước đi, lên trước đi để mình đứng hoài sao? Lên mạng nữa kìa. Nha. Chưa có đi là chết cái dưới cái bàn đó. Qua cho nhỉ. Bên con Khánh á. Vậy hả? Chị thấy mà lấy xôi vậy không? Em lấy cho mình lấy cho. Lấy xôi không? Bánh. 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 Bà có lấy đưa nè, ngượng cái. Đi đi. Gì không biết nữa. Bánh à. Nó chai em mặn. Xe mình là 76 đuôi. Này khỏi không cấm. Mọi người ăn chay nha. Nãy giờ kiếm chị Tiền gặp nè. Đúng rồi đó ha. Nè chị Ba Thí đó đây, chị Tiền gặp nè. Cho biết mặt hai người. Ừ. Gặp mặt bữa nay có biết à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Về đoàn sáng nay thì dừng chân điểm cơm mới qua khỏi vòng cốc vậy. Thì mỗi người nhận một hộp cơm. Ngon quá hả? Cô hai nghe lên là đi hai xe quý vị. Xe 29 chỗ với xe 50. Xe kia nghe nó 40 quá. Ủa có xe 40 nữa không? 45. 45 với 29. Sáng có cơm tấp nên tầm phải mấy cô?
Dạ. Sáng cơm tấm đêm tâm với cô. Rồi. Nè, còn hạt cô dùng ăn. Dạ. Quay một chút coi. Quay đi. Đang làm phim rồi. Đặng lên giới thiệu đồ hôm nay ngày mấy đi ra tự nguyện thì mới cái đầu lúc đi thì xe mình thấy nhân viên sâu mấy con lên nói dư người muốn bỏ xuống mà rút cuộc rồi không có ai đâu, bỏ cái gì, cái nhân viên người ta đi được rồi mà bỏ cái gì, phải không? Bữa nãy là nói dư thì ai cũng muốn nhường, phải không? Nhưng mà mắc cơ hội đi, tại vì mình nói đi là nó có nhân viên mới được lên. À, đi ra được dùng Gia Lai chứ không phải là tự nhiên mà được đi ra tới được Gia Lai đâu. Nhìn cái nhờ cái đức của quý vị á đem ở ngoài mà người ta được hưởng mức thừa, tại vì dân ở ngoài người ta không có biết niệm Phật, không có tôn giáo nhiều lắm. Nhờ mình đi ra ngoài đó mà sao rồi thì sao, đợt đầu mình đi mình viên người ta niệm Phật ha, ta không có biết niệm, mình viên chẳng ai người ta niệm được, còn bây giờ mà nói qua là niệm răng cho luôn. Đó là cũng nhờ cái phước thừa của mấy mạnh quân, cái Bồ Tát đồ ở trong đây mà, tại vì đi ra nó xa lắm mà được hành trình đi gì, mấy cô đi gì nè, nửa đêm thức dậy đi nè, chắc hôm giờ là nửa đêm thức dậy đi nè, cơm chưa mà quay quay thì phải không mấy chị? Dạ, cái nhân duyên, nhưng mà cũng nhờ cái phước của quý vị á, được đi ra tới ngoại để gieo cái duyên lành cho ở ngoại á. Ở ngoài người ta không có tôn giáo rất là nhiều. Đi trên ngoài trên canh khổ của người ta khổ lắm. Nói chung ở ngoài ta có đạo không? Ta có đạo. Có một số đạo Thiên Chúa với số không có đạo, người dân tộc không có đạo luôn. Có người sao người ta nói không có đạo chứ. Không đạo luôn. Người ta chết rồi. Cái chỗ qua chết rồi đem chôn mà không có thấy là bàn thờ luôn. Nhà trống trơn mà không có gì hết. Nhà chỉ 3-4 cái nồi vậy, cái chai nước là xong. Tại đây mình đi lần đầu tiên này cho biết cái ấy là chưa có đây đem nói nhiều công đức của mấy cô, mỗi người có một cái duyên lành công đức ra để góp thành, thì chỉ mong là có ông sư ông có nguyện giái mà mong Phật giáo hảo được nơi đó có cái đạo Phật giáo hảo này đó. Ông sư ông giái ngay mẹ Quan Âm luôn chuyến vừa rồi, ông giái ngay mẹ Quan Âm bởi vì hôm nay mình có cái duyên đó, cho nên là nói có nhân duyên được mở quà hảo này đó. Cô ăn cơm đi, thôi vậy tạm biệt cả nhà, ăn cơm cùng đi với đoàn.